Ngài Pháp Dung thưa, tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật, cái gì là tâm? Nói tâm mình đã đầy đủ hết rồi, thì như vậy cái gì là Phật, cái gì là tâm? Ngài đáp, chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì chính là tâm. Câu này khó hiểu không? Nếu chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, mà hỏi Phật chính là tâm. Vì tâm là cái biết, mà biết hỏi tức là có biết rồi, phải không? Mà biết hỏi tức là có tâm, mà tâm đó là có tâm tức là có Phật. Như vậy có ai thiếu Phật đó? Chỉ vì chúng ta không có nhận, không có biết. Thì ở đây tôi nhắc lại, thì trong thiền sư Trung Hoa, khi mà Ngài Huệ Hải đến với Mã Tổ, Mã Tổ hỏi ông đi đến đây để cầu cái gì, thì Ngài Huệ Hải thưa, con đến đây để cầu Phật Pháp. Thì Ngài nói, kho báu nhà mình không chịu tìm, bỏ kho báu nhà mình mà chạy cầu ở bên ngoài. Thì Ngài Huệ Hải hỏi, cái gì là kho báu nhà mình của con? Thì Ngài trả lời, cái người hỏi ta đó. Phải không? Cái người hỏi ta đó là kho báu nhà mình. Thì như vậy ông Phật, ông, nếu không có Phật thì không biết hỏi, mà biết hỏi là có Phật ở đó rồi. Nhưng mà chỉ vì tham sân si vân vân là che mất ông Phật, che kín ông Phật. Năm tham sân si các thứ phiền não là những cái thứ khói đen làm cho ông Phật mình bị khỏa lấp, bị ẩn mất. Ai mà không có những thứ đó thì ông Phật mình hiện ra, hiện rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy muốn làm Phật khó hay dễ? Chỉ đừng có những cái khói đen phiền não thì ông Phật mình hiện sờ sờ chứ có gì đâu, đâu phải là chuyện khó. Sở dĩ khó là tại vì phiền não nó che phủ. Pháp Dung thưa, đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị? Câu này gần với mình. Nó nói là cứ không cần phải quán hạnh gì, thì khi mà gặp cảnh mà bực bội hay là bất như ý thì lúc đó làm sao đối trị? Thì Ngài đáp, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Cảnh duyên không có tốt xấu, mà tốt xấu khởi nơi tâm. Thí dụ cái đồng hồ, cái tách, cái gì gì ở trên bàn, quý vị nói cái nào tốt, cái nào xấu? Nó là nó không có nói, nó không có vỗ ngực nó tôi tốt, thằng này xấu, không có, thấy không? Nhưng mà mình đánh giá cái này tốt, cái này xấu là ở tâm mình. Như vậy thì nếu đối với cảnh mà tâm không khởi thì có gì phải quán trị, phải đối trị. Sở dĩ tâm nó khởi, nó dính, nó phân biệt, rồi khen cái này, chê cái kia, thì đó mới là đối trị. Khen thì khởi lòng tham, chê thì sanh bực bội, cho nên mới khởi quán đối trị. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm không giấy động thì cần đối trị cái gì? Đó, quý vị thấy hết sức là tường tận. Nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Nếu tâm mình chẳng theo những cái danh, cái tướng bên ngoài, thì cái vọng tình từ đâu mà có? Đó. Thí dụ như tôi nói hồi nãy, ai khen mình đẹp, ai chê mình xấu, thì cái lời khen đẹp, chê xấu đó là cái danh, cái tên đẹp, cái tên xấu. Mà nếu những cái đó tâm mình nó không chạy theo thì cái niệm vui buồn nó có hay không? Vui buồn tức là tình. Nếu mà tâm mình không mắc kẹt trên những cái danh từ, những ngôn ngữ, thì cái tâm niệm thương ghét nó đâu có khởi. Sở dĩ nó khởi là tại mình chạy theo ngôn ngữ, chạy theo văn tự. Đó. Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biến khóc, biết khóc. À, nếu không có cái niệm vọng nào dấy lên khởi chấp á, thì
chân thật, cái tâm chân thật nó là trùm hết, không thiếu chỗ nào. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Nếu mà tâm mình không giới niệm mà hằng sát, hằng tri, hằng giác, bình thản thanh tịnh, đó là pháp thân hiện tiền, khỏi tìm khỏi kiếm ở đâu hết. Pháp nay trao lại cho ngươi, nãy giờ nói đó là trao pháp rồi đó. Nay ngươi nhận kỹ lời ta, chỉ ở núi này sao có năm vị đạt nhân đến nối tiếp giáo hóa. Nghĩa là thôi bây giờ ngươi hiểu được, nhận được lời ta dạy rồi, thì cứ ở ngay núi này tu đi, sao dưới ngươi sẽ có năm vị đệ tử lớn để mà tiếp tục giáo hóa. Một hôm sư đến huyện Quỳnh Mai, giữa đường gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Sư để tâm nơi đứa bé, bèn hỏi: ngươi họ gì? Đứa bé đáp: họ thì có, mà không phải họ thường. Họ có, không phải họ thường. Thì ngài hỏi: là họ gì? Thì chú bé đáp: là họ Phật. Là họ Phật. Thì ngài hỏi: ngươi không họ à? Thì đứa bé đáp: vì họ ấy là không. Cái họ là cái giả danh, nó không thiệt, cho nên nó không họ. Sư nhìn những người thị tùng bảo: đứa bé này không phải hạng phàm, sau này sẽ làm Phật, làm Phật pháp hưng thịnh. Sư cùng thị tùng tìm đến nhà đứa bé, thuật những lời đối đáp lạ thường của nó, và xin cha mẹ cho nó xuất gia. Cha mẹ đứa bé đồng ý cho nó xuất gia. Thế là sư nhận đứa bé làm đệ tử xuất gia, đặt tên là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn. Một hôm sư gọi Hoằng Nhẫn đến bảo: xưa Như Lai truyền chánh pháp nhãn tạng, chuyển đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bác, ngươi đều giữ gìn, cố gắng truyền trao không cho dứt bạc nghe ta nói kệ. Qua chủng hữu sanh tánh, nhân địa qua sanh sanh, đại duyên giữ tín hiệp, đương sanh sanh bất sanh. Chúng tôi dịch: giống hoa có tánh sống, nhân đất hoa nảy mầm, duyên lớn cùng tín hợp, chính sanh sanh chẳng sanh. Đó là ngài truyền tâm ấn bằng một bài kệ. Giống hoa có tánh sống, giống hoa đây là thầm chỉ cho cái tính giác sẵn của mình, hay nói cái khác là cái tâm chân thật của mình, nó có cái tánh sống, chứ nó không phải là như cỏ như cây. Nhân đất qua nảy mầm, cái tính sống đó tự nó không có phát triển được, mà phải nhờ đất nó mới nảy mầm. Cũng như mình có cái tính giác, mà nếu không được thầy, không được tổ, không được Phật chỉ nhắc, thì mình cũng không có phát triển được. Cho nên đó là cái tính giác, là cái sinh động, chứ không phải cái chết. Nhưng mà phải đợi gợi và nhắc mới biết. Duyên lớn cùng tính hợp. Duyên lớn tức là gặp cái duyên, người thấy biết chỉ cho mình, đó là cái duyên lớn. Cùng tính hợp mà mình có đủ cái lòng tin nơi đó, thì chính sanh sanh chẳng sanh, chính cái tâm nó đang ở trong cái mê lầm, nhưng mà nó liền chuyển ra cái sáng, cái giác, thì đó là sanh. Tuy sanh mà chẳng sanh, vì cái thể nó là hằng giác, vì bị phiền não vô minh nó che, cho nên thoát ra khỏi phiền não vô minh gọi là sanh, nhưng mà không có gì sanh hết. Đó là sanh mà chẳng sanh. Sư lại bảo Hoằng Nhẫn: trước trong thời Võ Đức, ta có viếng Lô Sơn, lên tọt trên đảnh, nhìn về núi Phá Đầu, thấy một vầng mây màu tía giống như cái lọng, dưới phát ra lằn hơi trắng, chia ra 6 đường, ngươi cho là điềm gì? Hoằng Nhẫn thưa: đó là điềm sao hòa thượng,
con cháu sẽ chia thêm một nhánh Phật pháp. Sư khen, hay thay, ngươi khéo biết đó. Như hiệu Trinh Quán thứ 18, 644 Tây Lịch, nhà Đường, vua Thái Tông ngưỡng mộ đạo hạnh của sư, sai sứ mang chiếu thỉnh sư về kinh đô để tham vấn đạo lý. Sứ đi đến ba phen mà thỉnh không được, sư cứ từ chối là già bệnh. Lần thứ tư, vua hạ lệnh nếu sư không chịu đi thì lấy thủ cấp đem về, vì sư phạm tội trái lệnh. Sứ giả đọc chiếu xong, sư ngửa cổ cho sứ chép mà thành sắc vẫn thản nhiên. Quý vị thấy, nếu người tu bây giờ, kể cả như tôi luôn, mà được thủ tướng mời về thủ đô để mà hỏi đạo lý, có sách quá đi không? Đó, mà giả sử mình không đi có bị tội tử hình không? Chắc chưa. Vậy mà nghe cái là mừng, chuẩn bị đi liền. Còn ngày xưa vua là có quyền sân sát, khỏi có đưa ra tòa xét xử gì hết, phải không? Mà mời một lần từ chối không đi, hai lần, ba lần cũng không đi, thì cái đó là quá rồi. Nhà vua nổi giận, bây giờ ra cái chiếu tới đọc, nếu mà kỳ này không đi thì chặt thủ cấp đem về. Đọc cái chiếu đó rồi thì ngài đưa cỏ cứ chém đi, không có một cái niệm vui buồn gì hết. Quý vị thấy cái đạo đức chân thật nó là như vậy, còn cái đạo đức giả hiệu thì không phải vậy, phải không? Nên bây giờ chúng ta đạo đức cũng hơi giả hiệu nhiều, chân thật ít lắm. Chứ đạo đức chân thật thì trước cái chết coi như là trò chơi, nó không có phải là cái thiệt. Thân này là cái tạm bợ, sớm chày nó cũng bại hoại. Cho nên trước bại hoại thì sao khỏi bại hoại. Bại hoại bằng cách này, bại hoại bằng cách nọ, nhưng mà mình thì đau chết chịu. Chứ ai cầm cái gươm bén đưa gần cổ thì sao? Ngán quá, không dám chịu cái đó đâu, phải không? Đó là tại vì còn thấy cái thân thiệt, còn sợ chết. Còn các ngài không có thấy thân thiệt, cho nên cái chết nó không có nghĩa lý gì. Đó là tôi nói cái đạo đức chân thật của người xưa là như vậy.